Chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Trong video này thì mình sẽ nấu món canh mướp đắng. Món này lúc đầu mình cũng không ăn được đâu, nhưng mà tập ăn mãi riết rồi dần dần nó thành nghiền luôn ấy. Cũng có người ăn được món này nhưng mà nó phải hơi đắng thôi, chứ đắng quá thì cũng khó ăn. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với mọi người cách nấu món canh mướp đắng mà có thể giảm bớt cái vị đắng của nó xuống nhé, để mọi người có thể dễ ăn hơn. Mướp đắng sau khi mình làm sạch thì mình sẽ đi chuẩn bị phần nhân này. Nhân ở đây thì mọi người làm tùy ý nhé. Nhà mình hay ăn như thế nào thì mình làm như vậy. Ở đây thì mình có chuẩn bị nấm mèo này, cà rốt, hành, tỏi và thịt ba chỉ băm nhuyễn. Thịt ở đây thì mình sẽ băm bằng tay nhé. Thì mình thấy băm bằng tay thì ăn nó sẽ ngon hơn là mình xay bằng máy. Với cả là mình cũng dùng ít thịt nữa nên là cũng không tốn thời gian lắm. Mình sẽ nêm vào đây một ít muối này, một ít hạt nêm, tiêu này, đường, nước mắm, một ít dầu ăn và thêm một quả trứng gà nữa. Món này thì làm đơn giản rồi, với cả là cũng không cầu kỳ nữa. Mình làm thường xuyên nên là nó cũng rất là nhanh. Xong hết rồi thì mình đem mướp đi hầm này. Ở đây thì mình sẽ dùng nước dừa để hầm nhé mọi người. Mình dùng nước dừa hầm thì nó sẽ giúp giảm vị đắng của mướp xuống, với cả là sẽ giúp cái món canh của mình ăn nó sẽ ngon hơn. Ở đây là mình dùng một quả dừa là nó gần đủ rồi. Nếu như mà mọi người thấy nó nước nó hơi ít một tí thì mình có thể nêm thêm vào một ít nước lọc. Món mướp đắng này thì mình thích ăn mềm hơn nên là mình sẽ hầm nó hơi lâu một tí nhé. Lúc đầu thì mình cứ vặn lửa to lên, đến khi nó sôi thì mình sẽ hạ nhỏ lửa xuống và hầm cho đến khi nào mà quả mướp của mình nó mềm là được. Lúc này thì mình sẽ nêm vào đây một ít gia vị nữa. Mọi người nêm lại sao cho nó vừa ăn nhé. Rồi mọi người thử xem mướp của mình nó đã mềm chưa nhé. Nếu như mềm rồi thì mình có thể tắt bếp được rồi. Cái cách này thì nó cũng rất đơn giản thôi, nhưng mà nó sẽ giúp cái món canh của mình bớt đắng đi rất là nhiều và dễ ăn hơn. Rồi video của mình kết thúc ở đây nhé mọi người. Hẹn mọi người video sau.